Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh youtube của Mark Home Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những vấn đề liên quan đến kiến trúc và xây dựng nhà ở Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó chính là top 5 cách chống thấm sàn mái cực kỳ hiệu quả Và trước khi đến với chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mark Home nhé Mark Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói kèm vào đó là tư vấn phong thủy trên khắp tỉnh thành đến nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 096 445 8888. 0821333333 Hiện tại chúng tôi đã có trụ sở trên khắp ba miền của đất nước, miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, miền Nam 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới đầu năm 2024 chúng tôi sẽ khai trương trụ sở Mát Hôn miền Trung và Mát Hôn Tây Nguyên nữa nhé. Quý vị có thể theo dõi chúng tôi trên rất nhiều nền tảng ví dụ là YouTube nè, TikTok, Facebook hoặc truy cập website chúng tôi là mahungdup.vn. Website chúng tôi cũng sẽ cập nhật những thông tin mới nhất cũng như giới thiệu rất nhiều những mẫu nhà đến với quý vị. Trở lại chủ đề chúng ta ngày hôm nay chính là top 5 cách chống thấm sàn mái cực kỳ hiệu quả. Thì trước khi đến top 5 chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên số 1 chính là nguyên nhân và hệ quả của thấm dột sàn mái bê tông. Trước khi tiến hành công tác thi công chống thấm sàn mái thì chúng ta cũng điểm qua một số nguyên nhân và hậu quả gây thấm dột sàn mái nhé một số những nguyên nhân có thể kể đến như sau. Đó chính là sàn máy chưa được xử lý chống thấm đàn hồi, khả năng co giãn kém, khi thời tiết thay đổi nắng quá hay lạnh quá sẽ dễ bị nứt nẻ. Dùng sai vật liệu chống thấm mái nhà, vật liệu kém chất lượng. Biện pháp thi công không đúng cách, kỹ thuật xử lý không đạt yêu cầu. Hệ thống thoát nước kém, khiến nước mưa ứ động lâu dài, liên tục trên sàn mái. Đó là một số những cái nguyên nhân mà có thể gây là thấm dột sàn mái của chúng ta vậy thì hậu quả của cái vấn đề thấm dột này là gì đầu tiên là thấm dột sẽ làm mất nét đẹp thẩm mỹ của ngôi nhà thấm dột lâu ngày sẽ tác động đến kết cấu ngôi nhà làm giảm tuổi thọ công trình khi mưa nhiều còn tạo những giọt nước làm mất vệ sinh gây phiền phức cho sinh hoạt nấm mốc lon lỗ sẽ là nguyên nhân gây bệnh cho người nhất là người già và trẻ nhỏ thấm dột kéo dài còn gây tốn kém về kinh tế khi phải tu sửa mà càng để thì càng khó sửa chữa với những nguyên nhân và hệ quả như trên, chúng ta có thể thấy việc chống thấm sàn mái là vô cùng cần thiết với bất cứ công trình nào. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu quý vị đó chính là top 5 uh, những cái giải pháp tối ưu mang lại hiệu quả cao mà quý vị nên cân nhắc để lựa chọn nhé. Thì top 5 của chúng ta uh, để mà uh, vắn tắt ha thì sẽ có những cách như sau. Đầu tiên là chúng ta chống thấm sàn mái bằng Sika Membrane. Rồi thứ hai là chúng ta chống thấm sàn mái bê tông bằng nhựa đường. Cách thứ ba có thể là sơn chống thấm sàn mái epoxy. Rồi à, tiếp theo là chống thấm sàn mái bằng màng bít khò nóng. Và cách thứ năm là chống thấm sàn mái bằng Vincot. À, thì đây là một số những cách để mà chúng ta chống thấm sàn mái ha. Còn bây giờ thì tôi sẽ giải thích từng cách ra để mà quý vị có thể tham khảo để chúng ta xem là có thể lựa chọn cách nào dành cho ngôi nhà của mình. Đầu tiên chính là chống thấm sàn mái bằng Sika. Chấm thấm sàn máy bằng Shika là một trong những kỹ thuật thi công hàng đầu. Với nhiều hạng mục máy phẳng, phương pháp này vẫn được xem là lựa chọn lý tưởng nhất. Ưu điểm của nó là gì? Đó chính là thi công dễ dàng cho cả công trình cũ và mới bằng quét, phun, xịt khô nhanh, tạo màn kết nối tuyệt hảo, vết nứt, mau mạch đều được bịch kính, vân vân. À, đây là ưu điểm của cái loại chống thấm sàn máy bằng sika Shika. Vậy thì quy trình thi công như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị bề mặt nền. Trước khi thi công cần dọn dẹp bề mặt chống thấm, đục bỏ phần bê tông không đặc chắc, sử dụng máy mài bằng bàn chảy, mài sạch mặt bằng bê tông, dọn sạch các lớp vữa vừa mới đục và mài xong. Quy cách này tương tự như phương pháp chống thấm sân thượng. Bề mặt nền phải sạch, đặc chắc và không động nước và không bị nhiễm các chất làm bẩn bề mặt như là dầu nhờn, hợp chất bảo dưỡng và bụi bề mặt. Đó là chuẩn bị bề mặt nền ha. Tiếp theo là chúng ta tạo lớp lót chống thấm. Thêm 20-50% nước vào Sika Rub Membrane và trộn đều. Dùng cọ hay bình phun phủ một lớp lót lên bề mặt, để cho lớp lót này khô hoàn toàn trước khi thi công các lớp tiếp theo. Trong trường hợp nền sớp và có độ thẩm thấu cao, phải làm ướt bề mặt trước, tránh để động nước. Ở những vị trí yếu hoặc bề mặt có vết nước, thì nên kết hợp với lưới thủy tinh chống thấm chống nước để đạt hiệu quả cao nhất. À, đó chính là à, về cách là tạo lớp lót chống thấm. Rồi bây giờ ta sẽ đến là những bước thi công ha. Thi công chấm thấm sika lên bề mặt sạch và đã được quét lót bằng cọ hoặc bình phun. Thi công lớp sika membrane nguyên chất thứ hai và thứ ba với mức tiêu thụ khoảng 0,85 kg trên 1 mét vuông và để cho từng lớp khô khoảng 2 giờ rồi mới thi công lớp tiếp theo. Sau khi hoàn tất thi công chống thấm từ 12 đến 24 giờ, thực hiện ngâm thử nước trong 24 giờ. Nếu đạt yêu cầu thì tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình với những vị trí còn bị ngấm nước cần phải thực hiện trám trét xử lý ngay. Đó chính là những bước để mà chúng ta tiến hành thi công chống thấm Sika. Và đó là cái cách đầu tiên ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cách thứ hai để chống thấm, chính là chống thấm sàn mái bê tông bằng nhựa đường. Vật liệu nhựa đường với khả năng thẩm thấu và kết dính cực tốt, tạo lớp màng ngăn nước triệt để, tuổi thọ lên đến hàng chục năm, luôn là lựa chọn hàng đầu cho các nhu cầu chống thấm sàn mái bê tông. Vậy thì quy trình thi công nó như thế nào? đầu tiên chúng ta cũng phải chuẩn bị bề mặt nha quý vị chúng ta sẽ vệ sinh làm sạch bề mặt chống thấm làm sạch hoàn toàn bụi bẩn tạp chất dầu trên bề mặt đục và mài phẳng những vị trí gồ ghề loại bỏ vữa non yếu trám và bịt kính các vết nứt khe hở bằng nhựa đường sau đó chúng ta sẽ tiến hành thi công quét một lớp lót Astra Primer ASTM 41 lên mặt sàn đã được vệ sinh sạch sẽ đun sôi nhựa đường pha thêm dầu Dior để thẩm thấu vào bề mặt bê tông, gia tăng hiệu quả chống thấm. Dùng con lăn để quét nhựa đường lên bề toàn bộ bề mặt sàn mái. Lưu ý thực hiện thi công vào trưa nắng để đạt hiệu quả cao, đồng thời phủ bạc bề mặt sàn để tránh mưa dột nếu chưa thể quét dầu hắt. Sau khi hoàn tất thi công dịch vụ chống thấm từ 12-24 giờ, thực hiện ngâm thử nước trong 24 giờ. Nếu đạt yêu cầu thì tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình. Đó là cách thứ hai, chính là chúng ta sẽ thi công chống thấm bằng nhựa đường nha quý vị. Bây giờ ta sẽ đến với uh, cách thứ ba, chính là sơn chống thấm sàn mái epoxy. Sơn epoxy với khả năng chống thấm hiệu quả, tính thẩm mỹ cao, rất an toàn. Bên cạnh đó giá cả cũng phải chăng nên thi công sơn epoxy chống thấm đã trở thành một trong những dòng sản phẩm được ưa chuộng. Ưu điểm của nó là gì? Đó chính là có độ cứng cao, độ bền tốt, chịu va đập và áp lực tốt, chống thấm nước tuyệt đối không đóng rêu mốc không gây trơn trượt, bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu, bịt kính các lỗ nhỏ nhất, đa dạng màu sắc. Quy trình thi công sơn epoxy như sau. Sử dụng máy mài để làm sạch di vật, vết bẩn trên sàn và mài tạo nhám toàn bộ mặt sàn, giúp sàn liên kết tốt với lớp chống thấm. Quá trình thi công thì chúng ta sẽ thi công lớp sơn lót. Sử dụng máy khuấy trộn đều hai thành phần A và B của sơn lót epoxy, sau đó đổ ra sàn và trải đều, làm lấp đầy các vết chân chim, rạn nước bằng lăn rulo. Bước này nhằm tăng độ cứng và tạo liên kết trung gian giữa sàn và lớp sơn nền epoxy chống thấm. Cũng tiến hành trộn sơn như thi công sơn lót, sau đó trải đều, đảm bảo phủ đều vào toàn bộ bề mặt cần sơn. Quá trình này giúp bảo vệ bề mặt chống mài mòn và chống thấm. Sau 24 giờ là có thể bơm nước để làm sạch bề mặt và sau 7 ngày là đưa vào sử dụng. Kết thúc thi công sau 24 giờ có thể di chuyển trên bề mặt, nhưng để đảm bảo chắc chắn nhất thì từ 7 đến 10 ngày kể từ khi nghiệm thu công trình có thể hoạt động bình thường trên bề mặt ngoài ra có thể chống thấm sàn mái bằng ứng dụng phương pháp bọc phủ composite hay chống thấm composite FRB. đó là cách thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng là à, chúng ta sử dụng là sơn epoxy nha quý vị sơn chống thấm và cách thứ tư chính là chúng ta sẽ chống thấm sàn mái bằng màng bitum khò nóng Sản phẩm màng bi-tung khò nóng luôn là vật liệu chống thấm sàn mái bê tông và nhiều hạng mục công trình khác với rất nhiều ưu điểm vượt trội. Thứ nhất là khả năng chống thấm bê tông tuyệt đối. Thứ hai, độ đàn hồi cao, chịu xé, chịu đâm thủng và chịu kéo tốt. Thứ ba là thích ứng tốt với mọi điều kiện thời tiết, ngay cả khi nhiệt độ xuống mức lạnh. Quy trình thi công của chống thấm sàn mái bằng màng bi-tung khò nóng như thế nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ chuẩn bị bề mặt, làm sạch các bụi bặm, dầu mỡ và các tạp chất trên bề mặt sàn đục bỏ và mài bằng các lớp vảy bê tông, trám vào những phần lõm nứt đảm bảo bề mặt bê tông phải bằng phẳng. Sau đó thi công thì trước tiên chúng ta quét một lớp mỏng sơn lót góc bí tâm lên mặt sàn mái để tăng độ bám dính cho tấm trải trước khi dán. Dán màng kho nóng bằng cách sử dụng đèn kho ga, kho vào phần dưới của màng cho đến khi thấy bề mặt bí tâm chảy mềm, đảm bảo khả năng bám dính tốt nhất thì thực hiện dán màng xuống bề mặt, sau đó dùng con lăn miết chặt màng lên bề mặt cuối cùng cán vữa bảo vệ lên trên lớp màng bitum chống thấm để bảo vệ màng. Lưu ý nếu màng khò bị thủng, rách, cần phải dán đè tấm khắc lên để ngăn chặn khả năng thấm nước với biên độ chồng mỹ là 50mm. Sau khi hoàn tất thi công, thực hiện ngâm thử nước trong 24 giờ, nếu đã yêu cầu tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình. Đó là cách thứ tư nha quý vị, màng khò bitum. tâm. Thật sự là đây cũng là cái cách mà anh thấy cũng được khá là nhiều gia chủ ưa chuộng và sử dụng. Và cách thứ năm đây sẽ cũng là một cách mà em nghĩ là quý vị có thể tham khảo qua chính là chống thấm sàn mái bằng flincot flincot là một loại nhũ tương bi tâm chống thấm toàn diện sản phẩm luôn chiếm được thiệt cảm người sử dụng và luôn được ưa chuộng với những ưu điểm như sau flincot là sản phẩm gốc nước dễ dàng sử dụng thi công nhanh chóng an toàn vật liệu khả năng chống chọi tốt trong các điều kiện thời tiết khác nhau sản phẩm được nhà sản xuất pha trộn sẵn quý vị không cần phải pha chế thêm vật liệu chống thấm khả năng đàn hồi tốt bám dính tốt hành phần không gây ra độc hại cho môi trường an toàn sức khỏe người sử dụng quy trình thi công lincoat như sau đầu tiên chuẩn bị bề mặt thi công vệ sinh sạch sẽ sàn nhà bê tông và bề mặt thi công xử lý triệt để các bụi bẩn dầu mỡ để lincoat bám dính tốt nhất tạo lớp lót chống thấm tiến hành quét một lớp sơn lót lincoat theo tỷ lệ 11 với lít trên một mét vuông và đợi lớp lót thẩm thấu hoàn toàn về bề mặt cần thi công chống thấm và tiếp theo ta sẽ tiến hành thi công chống thấm như sau. Sau khi đợi lớp sơn lót khô, quý vị thi công lớp sơn, sơn chống thấm lần 1. Quét sơn Flincot nguyên chất với định lượng là 0,5 lít trên 1 mét vuông. Lưu ý quét theo một chiều. Khi lớp sơn chống thấm thứ nhất đã khô, quý vị tiếp tục quét lớp sơn Flincot thứ hai với định lượng giống như trên. Tuy nhiên lần này quý vị tiến hành quét theo chiều vuông góc với lớp sơn ban đầu cuối cùng là phủ ngoài một lớp vữa cát xi măng hoặc lát gạch chống ngấm nước lên để hoàn tất. vậy nhật em vừa chia sẻ với quý vị đó chính là top 5 cách chống thấm sàn máy cực kỳ hiệu quả đó chính là chúng ta có thể sử dụng si này ha nhựa đường nè màng hòp bitum nè nè hoặc là sơn chống thấm epoxy để chúng ta có thể xử lý thì quý vị có thể tham khảo qua về năm cách này nhé và nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói nhà ở, thì gần ngại liên hệ ngay bác hôn với số hotline 096 445 8888 08281-3333-09240-99999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuột thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.